Sáng ngày 31 tháng 12, Đảng Bộ Khối Doanh nghiệp huyện Thủy Nguyên tổ chức lễ trao tặng huy hiệu đảng và tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2012. Tại lễ trao tặng huy hiệu đảng, đồng chí Lê Nam Thắng, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, đã gắn huy hiệu trao bằng công nhận cho 5 đảng viên Đảng Bộ Khối Doanh nghiệp huyện. Trong đó có một đảng viên 35 năm tuổi đảng, một đảng viên 40 năm tuổi đảng, hai đảng viên 45 năm tuổi đảng, và một đảng viên 55 năm tuổi đảng. Năm 2022, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới và ở một số tỉnh thành nước ta cùng với tình hình suy thoái của nền kinh tế thế giới. Các doanh nghiệp trong khối đã hết sức năng động, sáng tạo, vừa tuân thủ quy định của nhà nước trong phòng chống dịch, chủ động luôn luôn nâng cao cảnh giác, không để dịch bệnh xâm nhập vào doanh nghiệp, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn trong doanh nghiệp được đảm bảo, công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể được chú trọng củng cố, quan tâm tạo nguồn. Trong năm 2022 đã thành lập mới 4 chi bộ, kết nạp 10 năm đảng viên mới. Tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy khối doanh nghiệp. Hoạt động an sinh xã hội được các doanh nghiệp trong khối tham gia hưởng ứng tích cực trong dịp Tết Nguyên đán, tích cực ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố, huyện và ủng hộ địa phương nơi doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn. Năm 2023, Đảng Bộ Khối Doanh nghiệp huyện đề ra các chỉ tiêu chủ yếu. 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thành lập mới từ hai tri bộ trở lên, kết nạp 20 đảng viên mới, duy trì 40% số tri bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phấn đấu trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% đến 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các chi bộ trong khối doanh nghiệp phấn đấu đạt doanh thu năm 2023 cao hơn năm 2022. Nhân dịp này, Đảng bộ khối doanh nghiệp tặng giấy khen cho 9 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 22 cá nhân tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.